Chào xin các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Út Báo Ski PG nha. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi không phải là mình sẽ chơi và những cái bạn này sẽ chơi. Các bạn có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ nhờ những bạn này gánh mình một trận nha. Mình sẽ vô trận game mà mình không chơi hết, mình chỉ coi mấy bạn này chơi thôi. Tại vì mình vô server này nè, mình thấy có những bạn này biết mình đó bạn. Cho nên là mình nảy ra một cái ý tưởng là mình rủ mấy bạn này chơi gánh mình một trận thử lần mấy bạn này gánh được không nha các bạn. Thì nếu như mà trong game Toilet the Fan á và mình biết chơi thì mình gánh người khác rất là đơn giản thôi. Còn game này thì mình chả biết chơi các bạn ơi, nói chung là mình không có unit luôn nữa. Cho nên là mình sẽ nhờ mấy bạn này là gánh mình một trận thử được không nha các bạn ơi. Và sẽ chơi cái map là khó nhất luôn nha, chế độ khó nhất luôn các bạn. À, nói chung là mấy bạn này nhận ra mình đó bạn thấy không? Còn mình sẽ chat là ai kéo tôi một trận với. Đấy. Thì nói chung là sẽ có những cái bạn này gánh cho là các kiểu các bạn thấy không? Đó. Đó thì sẽ có những bạn này mà gánh cho mình các bạn, tại vì những bạn này nè biết mình nha, chứ thường thường là nếu như mà mấy người khác thì nhiều khi kêu người ta không giúp đâu, nhưng mà mình kiểu mấy bạn này là quen mình biết mình đó bạn. Bạn thấy là bình luận anh Út Báo là các kiểu rồi thấy không? Đó, anh Út Báo nè, đấy. Cho nên là những bạn này là biết mình đó bạn, cho nên là sẽ đi chơi với mình ha. Rồi. Ok. Giờ chuẩn bị nè, mình sẽ vô đây và mấy bạn này sẽ đi theo rồi mình vô nha bạn. Từ nha, để gom lại cái đi. Hình như là một trận là đi được 4 người đúng không các bạn? Từ từ, bình tĩnh. Để tôi coi ai có unit xịn cái mới được nha, từ từ nè. Rồi giờ sẽ vô nè, ai vô trước là được trước nè. 3 người rồi đúng không, thêm người nữa, 4 người, ok. Cái này là hên xui nha, ai vô trước thì được trước nha. Mình thì chắc chắn mình được rồi, mình là người bắt đầu các bạn. Đấy, rồi mình sẽ chọn cái map Insane này là cái gì, quay 50 quay là khó nhất rồi đúng không. Thử coi mấy bạn này gánh mình được không nha các bạn. Đấy, rồi cái map này là khó lắm nha các bạn ơi. Cái game này không cần đặt luôn hả? Ok. Nó không cần đặt thì mình không cần đặt các bạn, mình sẽ không đặt luôn nha. Không cần đặt, ok. Rồi không cần đặt nhưng mà auto skip nha. Chơi là phải auto skip mới được. Em gánh cho, em gánh cho hả? Rồi mình sẽ chat mình trả lời bạn này nha mấy bạn ơi. Ok liền chứ đúng không? Ok. Để coi các bạn này có gánh được mình không nha mấy bạn ơi. Để coi bạn này gánh được không nha. Tự tin lắm nha, bình luận em gánh cho là các kiểu nha. Đấy thì nói chung là mình cũng không có, mình đặt những unit của mình ra nè thì cũng đỡ một phần đúng không? Nhưng mà bạn này không cần thì thôi, để cho bạn này gánh, coi bạn này gánh được không nha bạn ơi. Hay là bạn này chỉ bốc phét thôi ha. Ông này thì hỏi tôi là anh Út Báo, anh Út ghét hả nữa chứ. Ủa, tất nhiên là ông có riêu rồi, chứ không phải hàng phách đâu nha. Đó, mình từ từ. Nói chung là mình không có, trận này mình không có đặt gì đâu các bạn. Mình vô mình chơi thôi, mình coi mấy bạn này gánh mình được mình không nha. Mình sẽ trả lời giao lưu chơi nè. Hàng riêu đàng hoàng nha, hàng thật đàng hoàng. Rồi thì đầu tiên thì bạn này đặt cái con gì ra đép đầu vậy ta, con bóng đèn gì đây nè. Ồ cái con này xịn không các bạn, nhìn nó ngầu quá vậy. Con LV Spotlight Man hả, con này là con bóng đèn ánh sáng gì nè đúng không. Debuff chỉ nó có 120 thôi à, chắc có làm chậm gì đó bạn. Và con này mình nhìn thấy nó cũng ngầu đó, nguyên cái bóng đèn trên đầu nó luôn. Con này là con bóng đèn các bạn. Rồi thì con đầu tiên, con xanh này là cái con bữa mình chơi nè, cũng cùng mía thôi. Và mình chơi 4 người nha bạn, 4 người, ok. Đến V8 thì mình thấy bạn này đặt con nhện nữa bạn. Con Upgrade Spider Cameraman nè, con nhện nè. Đấy. Và con này mình thấy nó khá là to so với bên Toilet Tower Defense nha. Nhưng mà không biết nó có mạnh hay không các bạn. Nhìn nó to cồng kềnh vãi luôn. Các bạn nào mà biết chơi con này thì hãy comment cho tôi biết xem là con Upgrade Spider Cameraman này nó có mạnh hay không nha các bạn. Để có gì mình mua nha. Mình thấy cái DPS của nó có 1500 mà, nhưng mà cái kiểu này là nó chưa nâng max level các bạn ơi, chưa biết được nha. Rồi con này thì DPS là 1200 các bạn. Nhưng mà có cái chữ speed gì chắc cái chữ này là cái chữ tăng tầm đánh rồi đúng không? Con này thì nó tăng cái gì ba gạch luôn nè, mình không hiểu bạn. Nói chung là cái này mới chơi thôi cho nên là chưa hiểu cái đó là gì nha. Ricard gì ba gạch đó là gì ta? Nói chung là phải từ từ nghiên cứu từ từ mới biết mấy bạn ơi. Cái này nói chung là ngày thường á thì mình cũng còn làm những video bên Toilet Rồi Fan á, cho nên là mình đâu có thời gian nhiều các bạn, chỉ có tối mình mới vô mình chơi một trận hai trận bắt đầu là mình ra rồi. Cho nên là mình cũng không có chơi thường xuyên các bạn. Thì bạn đang thấy là mình đang đặt những con farm tiền này ra để làm chi biết không? Để có gì mà bạn kia đép không nổi thì mình đặt tiếp nha bạn. Mình cũng có con Titan rồi Real Man là cũng đánh dây cũng được 30.000 dam chứ đâu có đùa đâu đúng không? Cũng ok mà. Trời ơi. Ý, con này con gì mà nhìn nó ngầu vãi vậy anh em? Wow. Ờ nó cầm hai cái cây lưỡi hái anh em ơi, nó cầm hai cây lưỡi hái mà cực lửa hồng luôn kìa, nhìn ngầu dữ vậy. Trời ơi, các bạn ơi. Con này con tên gì? Titan Rapper hả? Con này con rapper hả? Và DPS của nó là 25.000 dam nha bạn. Ôi ôi. DPS 25.000 dam thì thấy cũng bình thường rồi đúng không? Nhưng mà không biết có hiệu ứng gì không thì không biết nha. Mấy bạn thử comment cho mình biết là con này nó có mạnh hay không nha bạn.
chứ mình nhìn nó là rất là ngầu nha. Và mình nhìn con này thì mình đoán là nó ở sự kiện Halloween đó bạn ha. Tại vì nó có cái trái bí trên đầu nó kìa, cái đầu nó là cái trái bí đó. Trái bí thường thường nó gắn liền với sự kiện Halloween đó bạn. Cho nên mình nghĩ là sự kiện Halloween nha. Và con này là con gì đây, con gì sự kiện mới hay gì nè. Đù. Con này mình nghe nói là nó mạnh lắm nè bạn. Ôi ôi, có con này luôn là xịn lắm nha. Gặp đúng bờ gồ laser rồi bạn ơi, con Nuretman gì nè. Nuretman bạn ơi. Và có cái chữ Master gì sáng sáng lửa kìa bạn. Ôi ôi, cái này chắc xịn lắm ha. Nhưng mà chưa max level thì chưa xem được DPS nó mạnh cỡ nào các bạn. Cho nên là chưa có đánh giá được nha. Ôi ôi, gặp nhân nhà giàu rồi anh em ơi. Mới vô chơi nhập nhân nhà giàu rồi, tới công chuyện rồi. Trận này thấy im đó bạn ơi. Trận này chắc có được người gánh ok rồi nha. Sell Titan được Newman đi hả? Con này là của ông kia không phải của tôi. Con này là của bạn đang đứng là bạn New Bờ đây nè. Giống tôi, New Bờ giống tôi đó, bạn đã đứng đó. Ok, bây giờ mình có thể coi được con này max level nữa bạn. Cái số DPS của nó là 54.687 DPS các bạn ơi. Có nghĩa là một giây là 54.687 là mạnh lắm đó. Ôi ôi, nó đánh AOE luôn kìa mấy bạn. Ôi ôi, con này rất là ok nha các bạn ơi. Quá đã luôn, trời ơi. Nhưng mà nhìn hai cái con này mình thấy nó tiếu tiếu kiểu gì các bạn. Unit bên game này nó tiếu tiếu như sao quá. Ok, giờ mình sẽ đi vòng vòng mình tham quan nha. Đi vòng vòng mình tham quan, nói chung là mình không có đặt unit thì mình đứng đó làm gì đúng không? Mình sẽ đi tham quan xíu thôi. Đây là một cái căn hầm bí mật, nó tối thui trong đây nữa các bạn. Ôi ôi, trong đây sẽ có rất là nhiều toilet trong đó nha. Mấy bạn đừng cứ vô khơi khơi, toilet ăn thịt luôn đó. Rồi ok, mình sẽ qua đây coi có gì nè. Ở đây là một cái kiểu một cái thành phố các bạn. Thành phố có cây rồi các kiểu mà kiểu nó hoang sơ quá ha. Cây mọc dây leo tùm lum dân kìa. Ở có chữ gì các kiểu đó nè. Qua đây thì có một cái hàng rào bạn, không cho mình qua bển được. Nhảy qua nhảy qua nhảy qua. Không cho qua các bạn ơi. Nói chung là nhà phát hành game không cho qua bển. Rồi cánh cửa có mở ra được không? Không vô được luôn mấy bạn ơi. Rồi qua đây thì có gì ngoài đây vậy? Cũng là một con đường bạn. Con đường nãy giờ mình thấy luôn nè. Đó, bên kia có cái cây kìa. Trên đây thì có gì không? Đứng đây được gì không? Đứng đây được gì các bạn biết không? Được đẹp các bạn. Đó. Chiếu chiếu đẹp không? Rồi ơi, giống là mình là thần tiên vậy đó. Ta là ông tiên đây. Giống không? Giống ông tiên không? Rồi tiếp tục mình sẽ đi khám phá nữa nha. Bên đây có gì nè? Có cánh cửa mà không có mở cửa được các bạn. Ở đây thì không có đứng lên được nha. Qua đây thì cũng là một con đường các bạn ơi, với lại cái hàng cây bên kia thôi. Chung là không có gì dân bạn. Ai mà trồng cây trong đó nhìn thấy ghê quá ha. Ôi, ấy là bạn này kêu cái gì sell được cái con được human ông kia thoát là bán được ha, để anh bán thử coi. Ok, ấy bán được thiệt nữa bạn. Có nghĩa là bạn nào mà đặt unit đó ra mà bạn đó thoát ra là mình có thể bán con đó bỏ được nha. Rồi, tiếp tục thì nói chung là mấy con đó nó làm việc ghê vậy? Gì mà nó quýnh thấy ghê vậy các bạn. Chắc cái kiểu là x1.5 tốc độ xong rồi nó đánh nhanh nữa cho nên là bán nhanh ghê các bạn. Ông đặt rất là nhiều cái con Halloween ra nè. Con này mình kêu nó đại con Halloween nha bạn, không biết phải sự kiện Halloween không nhưng mà thấy giống quá thì kêu đại nha. À, con này lấy ở đâu thì các bạn comment biết nha bạn. Con bí ngô nè. Con cái đầu có nguyên chế bí nè. Nhìn nó ngầu vãi luôn ha, không biết nó mạnh hay không mà. Còn cái con đội nón này thì chắc chắn là mạnh rồi. Trời ơi, con boss toilet kìa bạn, con boss toilet nè. Wow. Nhìn y chang trong phim luôn ha các bạn. Mấy con boss toilet nè, mấy bạn nhìn kìa. Ôi ôi, nhìn nó giống trong phim luôn ha. Trời ơi, nó bự, nó y chang trong phim các bạn. Còn toilet ở bên game toilet rồi fan á thì nó sẽ hơi không giống trong phim cho lắm các bạn. Còn bên đây nó giống y chang trong phim luôn nè. Ôi ôi. Bên đây mình thấy cái tạo hình của toilet á nhìn nó uy tín hơn bên game kia nha các bạn. Rồi ok ok. Thì hiện tại là đứng quay nhiêu ta, sau này qua quay lâu quá. Đáng lý ra là mình auto skip á, là nó phải đi liên tục chứ tự nhiên này đợi ta. Hay là do bốn người mà kiểu hai ba người chưa auto skip nên không được ta. Rồi nói chung là quan sát tiếp đây. Thì sao mình thấy ổng đặt có hai cái con Nuret này nha ta. Đáng lý là con này phải mạnh hơn cái con cầm cái lưỡi hái kia chứ ta. Bởi vậy cho nên là mình nghĩ là phải đặt nhiều nhiều cái con Nuret này ra mới ok nè. Nó đánh nguyên một chùm nó mạnh hơn á. Trời ơi, ông này đặt không có biết chiến thuật rồi. Có unit mạnh mà không biết chiến thuật rồi. Cái con cầm lưỡi hái kia đâu cần đặt nhiều gì đâu, nó đánh đơn mục tiêu mà đúng không. Rồi rồi, để coi coi quay 39 rồi nha. Quay 39 này coi coi làm tốt không nha. Ôi ôi, con này quýnh chóng mặt vậy. Ôi các bạn coi boss nè, 40 các bạn. À quay 40 này hình như là một quay khó hay sao nè. Quay 40 là quay khó nè, có boss nhiều lắm nè đúng không. Thường thường á, trong mấy cái game là những cái quay chẳng chẳng á là nó sẽ có một cái con boss bạn. Kiểu quay 30, quay 40, quay 50 rồi các kiểu đó, sẽ có một con boss rất là mạnh đó nha. Để coi cái này có con boss nào không nha. À, con này cũng trâu quá nè. Mấy con này không phải boss mà cũng trâu quá nè mấy bạn. Con đeo mắt kiến đầu bạc đủ các kiểu nè. Ôi ôi, nó già hèn chi nó trâu vãi. Ôi cái này thấy căng vậy được không nè. Ôi
không sao anh em, không sao. Với cái số lượng máu này là mình nghĩ là không sao nha, ok nha. Đó. Còn một nó đi còn một vòng về nữa mà. Ôi sao nó chạy nhanh vậy? Ôi từ từ nè. Ổn không ta? Ổn không? Rồi ok anh em, không thành vấn đề nữa, không thành vấn đề nha. Đó thì mình thấy khi mà nó tiêu diệt hết toilet á thì mới bắt đầu là có ra quay mới bạn. Kiểu như là đâu có auto skip đâu đúng không? Chắc có lẽ là chỉ có một mình auto skip thôi, còn mấy bạn kia là không có bấm auto skip á cho nên là nó đi từ từ các bạn. Không auto skip cũng được, nói chung là thắng là được nha, không quan trọng auto skip đâu. Quay 41 thì có con boss này cũng bự quá nè, đội nón các kiểu nè. Nhưng mà không sao nha. Ôi ôi. Nói chung là mấy con này ok các bạn, mình nghĩ là win ha, mình nghĩ là ok nha. Ráng là chiến thắng 50 quay cho tôi cảm có cảm giác win cái map khó nhất nó ra sao coi. Rồi được không, con này thấy trâu quá vậy nè, được không, ổn không? Trời ơi, đừng có nói tôi là không tiêu diệt được con này nha. Ok. Không sao các bạn, không sao, quay... Ê, mấy con này mới khó nè. Trời ơi, nó còn cả đống máu luôn kìa, tới công chuyện rồi, con này còn nhiều máu lắm các bạn. Còn hơn nửa cây máu luôn nè, trời ơi. Toan rồi anh em ơi, toan rồi, nó đẻ con nữa kìa anh em. Nó đẻ con nữa kìa, trời ơi, tới công chuyện rồi. Đẹp nổi không? Mình nghĩ là không nổi đâu bạn. Mình nghĩ là không ổn ha. Chắc có lẽ là mình sẽ đặt tiếp đó bạn. Có nên đặt tiếp không ta? Mà bạn này kêu đừng có đặt tiếp để ổng gánh mà. Ôi tới đây không ổn rồi, đặt tiếp rồi. Ôi tới đây muộn rồi. Ôi sao rồi, chết tôi rồi, toan rồi. Rồi xong. Quay 41 nha. Ồ, vậy mà kêu là đừng có đặt unit để em gánh cho rồi cái kiểu mà gánh gì đó. Gánh tới quay 41 là bỏ tôi giữa đường gì đó. Nói chung là cái gì không hiểu á. Tâm linh gì các kiểu. Nói chung là thua rồi thôi, không sao bạn, không quan trọng thắng thua đâu. Chủ yếu là mình chơi giao lưu cho nó vui thôi, mà quan trọng là mình biết được hai con unit mới rất là ok các bạn. Đó hai con đó là thấy nó rất là lạ, rất là ngầu nha. Rồi thì bây giờ hiện tại mình đang có là nhiêu game nè. 300 mấy 1600 coi này cũng không làm gì được chứ các bạn ơi. Thôi chắc có lẽ là clip mình đây là hết nha. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của các bạn mà xem đến hết clip mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.